lên đi dưỡng bệnh được chị tâm đó. Nay gặp Mỹ Linh cũng nhớ đủ. Chị Mỹ Linh là bạn của chị mình ở đó học chung tiểu học chung với mình chơi từ nhỏ. Và chị Linh có tính điên chị? Hại chứ chị. Chị con nhỏ này quá kẹt rồi không ai coi nhà tại nhân mình hà chứ hả con cháu đỡ đi liền. Hồi đó vừa em về đó cái hay hai chị em đi taxi xuống dưới chị. Cái ở dưới nhà bác hay cho ăn đồ chay á. Nhớ. Tôi như vậy. Chị với nó là đi Ma Lai là cũng ở chung phòng. Dạ. Họ phải đi Ma Lai. Em còn mấy cái hình đó mà. Chị mặc mấy cái sà bông cái gì đó. Đổi với em chị. Dạ. Tôi với Nhiệt, ý tôi với Huệ đi học gì học sư phạm mẫu giáo đó. Chạy lần trưa nè, không chạy là bác ban nè, ở mấy học mấy ngày á. Nói bây giờ chạy là bác nói chuyện với nhau, hồi xưa là điện thoại cũng chưa nhiều. Yeah. Chứ với thơ là thường lắm. Nhận cái thơ nó rồi lẹ với qua nó với lại cũng mấy tháng mới tới hồi thời đó đó. Dạ, là con. Giờ cái, mấy cái phương tiện mình liên lạc cũng dễ vậy. Dạ, qua trực tiếp nó chuyện tới mình đó. Mà chị trước khi mất cái chị về chị rủ em đi Lào đó chị. Chị thấy cái con nhỏ trên đó nó mặc mấy cái đồ Lào đẹp lắm. Chị thích mấy cái sà rong, mấy cái áo mang ngang ngang vậy nè. Cái nhỏ